Ok và hello anh em nhá, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tục với series đó chính là Pokemon Unite nha anh em. Và nếu anh em nào thích thì để lại cho mình một like nhé, một comment và một chia sẻ nhá. Nó động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Rồi thì nếu video được 300 like thì chiều nay mình sẽ mua thêm Pokemon mới và nạp thêm tiền. Mình đang khá là thích game này anh em ạ, vừa qua mình vừa nạp 500k luôn. Nếu mà thích thì phải nạp cả tiền triệu cũng được. Game nào mình thấy gắn bó lâu dài được, ví dụ như ngày xưa là Dream City, nạp đến cả vài chục triệu bình thường anh em ơi. Rồi thì chúng ta sẽ đi mua Pokemon mới anh em ơi. 20 tháng 10 sẽ xuất hiện Pokemon mới nha. Và thêm những trang phục skin của Lucario rất là đẹp về lễ hội Halloween. Nhưng mà mình sẽ đi mua con Blastoise này, mình rất thích con này luôn. Mua luôn. Con này thì rất là khỏe anh em, nên mua nhá. Thế mình thấy mình nên mua con này. Con này thì mình sẽ sử dụng cái bộ item cho nó, đó chính là Focus Band, giúp nó để tăng cơ châu chó. Focus Band, Buddy Barrier và một cái nữa đó chính là Scorchil. Ui, như này mà nó siêu châu chó luôn anh em ạ. Siêu châu chó luôn. Ok, Pokemon đó. Con này khỏe lắm. Con này khỏe nhưng mình chưa bao giờ ấy, nên không biết là mình chơi như thế nào ha. Mình mua đi. Có cái gì cô Chagrin đẹp dã man luôn. Có thể giá khá rẻ với giá tầm khoảng 460 game ha. Mua luôn, không phải tiếc anh em ạ. Đấy, Blastoise, đẹp chưa? Nó có một cái trang phục siêu chất anh em ạ, đó chính là đây Zico, nó là cứu hỏa, lính cứu hỏa, bắn lực cực mạnh với 1200, khá là rẻ anh em ạ. Cái này bao nhiêu? 20 à? 20 tiền à? 20 cái vé này lấy đâu ạ? À? Không đủ cái thẻ thôi anh em ạ, thôi kệ mé đi, không cần quan tâm lắm. Rồi, chúng ta sẽ cùng chơi con này nhé, con này trâu dã man anh em ơi. Hy vọng ta sẽ có một trận thắng, thua thì thôi nhé. Thua thì thôi. Rồi thì chắc là mình sẽ cần phải kiểu... Ok. Blastoise. Con này thì chắc vẫn sẽ lên Isaac Wooten thôi, anh em cũng không còn cái gì khác cả. Yeah. Isaac Wooten. Và tôi sẽ đi top à. Top pass, ok, rất là khỏe. Hydro Pump và mình sẽ đánh theo cái kiểu gì? Hydro Pump và Rapid Spin. Mình định lên theo cái kiểu là Hydro Pump và Rapid Spin. Không biết có ổn không nhỉ? Chắc là ổn ha. Mình đoán là ổn. Hydro Pump và Rapid Spin, cái này giúp chúng ta có một cái lượng sát thương cực kỳ lớn luôn anh em ơi. Có Blastoise, bên kia có Snorlax, có Charizard, ui Charizard mà đấu với Blastoise, có Eldegoss, có Talonflame, là trâu lắm anh em ạ, thật sự là rất là trâu, hy vọng là ổn. Knockback Bill, cho nó sẽ lên đi hướng nào thì sẽ hợp lý nhất, thì cũng chưa tưởng tượng nó sẽ đi hướng nào, và chưa xoay Hydro Pump. Đã bắn một cái lượng nước cực mạnh à, kiểu dạng vậy à. Từ chiều cuối nó sẽ quay khỏe lắm. Rồi, ta cùng đợi xem. Hy vọng là thắng được anh em ạ, không biết thắng nổi không. Rồi hy vọng thế. Team mình có vẻ không khỏe lắm nè. Hay mình đi bot à. Water Gun. Thằng kia đi rừng hay đi gì? Không ai đi rừng luôn. Không ai đi rừng thì mình đi rừng à? Vãi lồng bàn luôn. Cái này mà quay lại đằng sau anh em ạ, xong rồi dùng cái chiêu nước để đẩy nó đi nhá. Ok. Rồi, quay trở lại đúng với cái đội hình như này. Rồi, ok. Lúc đầu ra cũng không phải quá khỏe đâu anh em ạ, lúc đầu mình bình tĩnh thôi nha. Nhưng mà mình được cái mình trâu anh em ạ, thật sự rất là trâu bò. Oh. Chết đấy cưng ơi. Bình tĩnh nè. Ơ sao dưới kia có một con vậy? Không, con kia nó sẽ xuống anh em ạ, mình nghĩ là đoán nó sẽ xuống à. Đang đợi cái bọn Crab ở phía đường giữa anh em ạ. Nó cũng rất là tỉnh anh em.
Ok, đánh được giữa. Nó bỏ nó đường này anh em. Chúng ta sẽ dùng cái Hydro Pump. Nó tấn công đường giữa rồi anh em ơi. Úi ôi. Pikachu kìa, đánh luôn. Xuống hỗ trợ cái đường dưới cái nhỉ. Yeah. Chưa cần vội anh em ơi. Cái chiêu này vòng ra sau lưng nó khá hay anh em nhỉ. Yeah. Ok, xuống dưới hỗ trợ nào. Cần hỗ trợ chứ bạn ơi. Chưa cần đâu. Tốt, ok. Đây rồi, đây. Má xịt. Rơi anh em ạ. Cái lồng má nó. Quay rùa. Ua. Chết. Láo. Oh my god. Nào xuống dưới. À, con Snorlax xuống dưới này. Tốt. Chiêu quay rùa kết hợp với chiêu xả nước của nó rất là bá anh em ơi. Cố lên. Quay rùa và xả nước. Nice control. Ui, quả chiêu xả nước này nó bá vãi. Bá vãi đạn luôn anh em. Lên. Hãy đi cùng tôi. Nice. Chắc lên trên rồi anh em ơi. Hay thế. Hai chơi kết hợp với nhau thì nó là bá cháy bù chết luôn anh em. Đấy, nó cứ quay nước như thế này thì con nào đỡ được luôn. Là được, mình cực trâu luôn anh em ạ. Mình cực kỳ trâu luôn ha. Không cần dùng chiêu cuối đâu anh em ạ. Chết béo các con trên rồi. Con kia chết rồi. Hai con rồi luôn anh em ạ. Khó khăn là phết à. Mình cực kỳ. Úi trời ơi, cực kỳ trâu mà. Thôi nó về rồi anh em ơi. Nó về thì mình cũng về thôi. Nhờ. Con kia đi với ba vật này lại thì được thêm một con nữa anh em. Gồng đắc lợi dã man luôn. Ok. Và số chuẩn bị ăn bãi Redno cái. Chuẩn bị setup ăn Redno phát luôn. Là cực kỳ lấm địch của chóp rồi anh em. Con này khỏe quá. Con này nó ảo quá anh em ạ. Ảo. Sẽ ăn hết no à, ăn hết cái bãi này xong ăn hết no là quá đẹp luôn anh em. Úi ôi, xịt anh em à, đèn đủi gớm à, xịt được mỗi con hả? Oh my god, sắp chết. Oh my god, không biết nó có giết mình không ạ? Ui, mày đấy. Ui, mày tí chết ở đây. Oh, vãi đạn luôn.
Lên trên anh em ơi, lên trên nào. Mình khỏe quá rồi. Mấy con kia không đỡ được, không đỡ được chúng ta đâu anh em, chắc chắn luôn. Mình cho đang level 12. Đảm bảo trận này thắng rồi, trận này mà thua nữa thì thôi, đập cắm đầu đất đi anh em ạ. Rapid Spin và Hydro Pump, hai trường kết hợp với nhau đúng là một bài gọi là chuẩn đen rồi, mình có đam nhiều lắm. Chúng ta đánh theo cái hướng là siêu tăng, siêu châu chó. Đẩy lùi đấy rồi. Ok, kệ đi. Không vấn đề gì, thật sự là không vấn đề gì là quá lớn với mình cả. Ok, lên nào, let's go. Phá luôn. Oh my god. Chạy. Hay đấy. Không, mình cướp luôn bãi này. Cướp luôn con này. Cho nó thọt level luôn anh em. Gọi gì đúng không? Cướp luôn con trâu và cướp luôn cả con dưới kia luôn. Không anh quay đây chặn đầu nó được. Quá đẹp luôn anh em nhỉ. Yeah. Chết hết rồi gì đó, còn đâu. Mình bị solo này luôn anh em ạ. Nên lùi tí không nhỉ. Cái này, em cái này. Không tập trung đánh cái này. Ok. Cái gì đấy. Đấm luôn. Chết luôn, láo. Vào đây mà ăn đi, chưa rồi. Cái tuổi gì? Mình đoán hết rồi. Ở đâu ở đây? Tháo gớm à? Kệ đi. Không quan tâm luôn. Không phải quan tâm đến cái kia luôn. You're on fire. Úi dồi. Bắn luôn, mẹ mình trâu lắm anh em ơi. Thắng bé luôn. Đấm gì anh em ơi, con trâu của con trâu chó thật sự luôn. Đúng rồi, nó quá khỏe luôn anh em ạ. Chắc là lại MVP thôi. Yeah. MVP cứng 230 bành luôn, 10 mạng. Với một con thuộc thể loại tăng cơ, mà tăng cơ nó lại có đam anh em ạ, ảo thật sự luôn. Rồi, thì chúng ta sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em nhá. Biết được mình là cả một vấn đề anh em ạ, cực kỳ là khó nha.